Alo, alo. Cho hỏi đây có phải là công ty đào tạo diễn viên lồng tiếng Tân Phong Promotion không ạ? À? Dạ đúng rồi ạ. À. Công ty mình có nhận học viên nhỏ tuổi không chị? Dạ có chị. Alo, alo, ở đây có đào tạo diễn viên lồng tiếng nhí. Bé yêu của bạn yêu thích hoạt hình. Bé yêu ước mong trở thành một diễn viên lồng tiếng trong tương lai. Bé yêu muốn hóa thân vào những nhân vật trong một thế giới muôn màu. Bé yêu muốn thỏa thích trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc. Hãy để bé có cơ hội khám phá năng lực phi thường của mình và thỏa sức vẫy vùng với niềm đam mê hóa thân thành những nhân vật trong phim. Hãy trao cho con trẻ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tài năng này nhé bố mẹ. Điều con trẻ cần là gì? Một môi trường thoải mái, nơi mà các trẻ có thể vừa chơi vừa học. Thời gian được sắp xếp linh hoạt để phù hợp với lịch học của trẻ. Đội ngũ giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp để khơi gợi những năng khiếu của con trẻ. Những người truyền nguồn cảm hứng vô tận cho trẻ. Vậy, điều con trẻ nhận được là gì? Cơ hội để được trở thành một trong những nhân vật mà các trẻ yêu thích. Nâng cao được khả năng giao tiếp. Khơi gợi cảm xúc trong con qua việc đặt mình vào nhân vật khác. Tạo điều kiện giúp trẻ khám phá bản thân. Tăng khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú. Sẽ đặt mình vào người khác và cảm thông hơn cho họ. Tạo định hướng nghề nghiệp tương lai cho trẻ. Với những điều muôn màu phía trước, hãy đến với Tân Phong Promotion. Nhấc điện thoại và gọi ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về khóa học. Số điện thoại 0919191595, 0932662106. Gặp thầy Danh. Email tânphongpromotion@gmail.com. Độ tuổi từ 6 tuổi trở lên. Học phí 6.600.000 đồng một khóa. Học mỗi ngày, học đến khi lành nghề. Và đặc biệt, nhân dịp khai giảng đầu năm học giảm ngay 10%, chỉ còn 5.940.000 đồng. Website tânphongpromotion.com. Đào tạo diễn viên và lồng tiếng.vn. Tân Phong Promotion, hẹn gặp lại các bạn. See.